mưa ca mừng hôi. Của chúng ta thật là rực rỡ, nhiều bạn nào cũng rất là đáng yêu. Chị rất là vui khi được gặp gỡ các em. Các em thân mến, Tết Trung Thu là một trong những ngày Tết rất là truyền thống của Việt Nam chúng ta. Thì đây là một ngày mà chúng ta được thỏa thích vui chơi, được rước đèn dưới ánh trăng, được vui cùng với chú Quậy và chị Hằng, và đặc biệt là được phá cỗ trong đêm Trung Thu. Đó chính là những khoảnh khắc thật là tuyệt vời làm sao. Tuy nhiên năm nay thì chú Quậy phải làm một nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là trông trăng để ánh trăng luôn được tỏa sáng soi rọi đến mọi nhà. Chính vì thế mà để cho chúng ta có một đêm Trung Thu thật là vui vẻ, thật là ý nghĩa và trọn vẹn. Vì vậy mà ngày hôm nay chị Hằng sẽ không xuất hiện cùng với chú Quậy, thế nhưng sẽ đồng hành với một nhân vật. Và đây là một nhân vật cũng rất là quen thuộc đối với tất cả các bạn nhỏ của chúng ta đấy. Một nhân vật ở trong một tập truyện tranh rất là nổi tiếng của Việt Nam, đó là Thần Đồng Đất Việt. Và các bạn có biết được rằng đó là nhân vật nào không? Chính xác, đó chính là Trạng Tý. Các bạn nhỏ của chúng ta rất là giỏi. Vâng, với tài trí thông minh của mình thì Trạng Tý sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc cũng như là những hiểu biết, những điều xung quanh về Tết Trung Thu để cho chúng ta biết nhiều hơn về nguồn gốc cũng như là ý nghĩa của Tết Trung Thu. Không chỉ riêng Việt Nam, nhiều nước châu Á khác như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore cũng có Tết Trung Thu. Tết Trung Thu đã trở thành một trong những ngày Tết truyền thống lớn nhất trong năm, được các vùng miền tổ chức với những bản sắc và phong tục riêng. Tại Việt Nam, đây được coi là ngày Tết thứ hai của thiếu nhi. Vì vậy, người lớn thường mua tặng trẻ em, con cháu trong nhà
nhiều đồ chơi và những món quà đa dạng. Đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên mâm cỗ đón trăng. Vì vậy, Tết Trung Thu còn được biết đến với tên gọi Tết Đoàn Viên, mang nhiều giá trị tinh thần và nhân văn sâu sắc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mời gọi thật to để mời Trạng Tý ra cùng chúc vui với chúng ta nhé. Nào, 2, 3. Trạng Tý ơi, Trạng Tý. Rồi, Trạng Tý xin chào tất cả các bạn nhỏ của khán giả của Đài Truyền hình Hưng Yên. Xin chào các bạn, chào chị Hằng. Vâng, chị Hằng và các bạn nhỏ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được chào Trạng Tý và rất vui khi có Trạng Tý đồng hành với chị Hằng cũng như là các bạn nhỏ trong mùa Trung Thu năm nay. Và xin được hỏi rằng Trạng Tý đến với đêm hội trăng rằm của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên bằng phương tiện gì vậy? Cưỡi trâu hay là cưỡi ngựa vậy ạ? Ồ, ngày xưa thì là Trạng Tý sẽ là cưỡi trâu hoặc cưỡi ngựa đến đây đấy. Thế nhưng mà bây giờ do tình trạng giao thông là ngựa và trâu không được phép đi ra ngoài đường. Vâng. Cho nên là Trạng Tý đã phải là đi một con trâu sắt đến đây. Và con trâu sắt đi rất là nhanh. Vâng, chắc chắn rồi. Với trâu sắt thì sẽ nhanh hơn rồi đúng không ạ? Và rất là vui khi ngày hôm nay chị Hằng cũng như là các bạn nhỏ của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên được gặp gỡ và trò chuyện với Trạng Tý. Và chúng ta cùng cảm ơn Trạng Tý nào. Chúng em rồi, cảm ơn các em. Các em thân mến, đã tồn tại từ hàng trăm năm nay, Tết Trung Thu không chỉ là đơn thuần là một ngày mà trẻ em chúng ta được vui chơi thỏa thích, mà còn là một ngày Tết cổ truyền cũng rất là ý nghĩa, mang nhiều giá trị nhân văn đối với người dân đất Việt. Vậy thì nguồn gốc, sự ra đời của Tết Trung Thu như thế nào? Trạng Tý có thể kể cho chị Hằng cũng như là các bạn nhỏ biết được không ạ? Vâng ạ, thực ra Tết Trung Thu là một cái Tết truyền thống của người Việt đã có từ lâu đời. Vâng. Thì tuy nhiên thì cái nguồn gốc xuất thân của cái Tết Trung Thu này thì lại bắt nguồn từ Trung Hoa. Ở bên Trung Hoa thì vào thời Đường, và cụ thể là ông Đường Minh Hoàng, thì trong một lần ông ấy uống rượu say thì ông đã mơ là ông đã được một cái ông tiên đưa lên trên cung trăng. Và khi lên trên đó thì ông đã được gặp chị Hằng, rồi là được thưởng thức những cái của ngon vật lạ ở trên thiên giới, như là bánh trung thu, như là các loại bánh trái của gọi là của ngon vật lạ ở trên thiên đình. Và trong đó thì ông Đường Minh Hoàng này thì cũng được chị Hằng cũng như là tiên nữ ở trên cung trăng là biểu diễn cho hai cái khúc nhạc rất là nổi tiếng, hai cái điệu múa rất là đẹp nổi tiếng ở trên cung đình, ở trên thiên đình. Và sau khi ông được thưởng thức xong tất cả những cái như vậy thì đột ngột ông ta tỉnh giấc mơ. Và ông ta quay lại trở lại trạng thái lúc ban đầu. Và chính vì có cái lý do như vậy và ông ta vẫn còn tiếc nuối đến cái mà mình được hưởng thụ ở trên cái cung trang với chị Hằng ở trên thiên giới. Và ông ta đã mong muốn rằng là sẽ tiếp tục duy trì cái niềm vui đấy, duy trì cái hành động đấy. Và từ đấy thì cái tục này đã bắt đầu định hình và được lưu truyền trong dân gian. Là ngoài cái chuyện là để thưởng trăng, để ăn bánh, đấy là cũng là cái dịp mà để cho những người thân trong gia đình, những người đi xa, làm ăn xa, vào dịp đó thì quay trở về với gia đình để đoàn viên. Và nếu như trong quá trình mà làm ăn xa quá không có điều kiện để quay về thì người ta sẽ tổ chức một cái buổi ngắm trăng, để từ cái chuyện ngắm trăng đấy là lúc đấy mình mới tĩnh tâm để nhớ về, hồi ức lại, nhớ lại cái người thân trong gia đình, nhớ lại cái người họ hàng trong gia đình mình và nhớ lại quê hương của chính mình. Và chính vậy là ngoài cái ý nghĩa là để ngắm trăng rồi tạo cái phòng đẹp, tạo cái cảnh đẹp cho vào đêm Trung Thu, đêm trăng rằm, thì có một ý nghĩa khác rất quan trọng, đó là để cho người thân trong gia đình sum họp và đoàn viên cùng với nhau. Và Tết Trung Thu thì không chỉ là ngày Tết đoàn viên đúng không ạ, mà người Việt Nam chúng ta còn lấy ngày này để thể hiện lòng hiếu kính đối với ông bà, bố mẹ. Vậy thì theo Trạng Tý, các bạn nhỏ của chúng ta cần phải thể hiện như thế nào để bày tỏ lòng thành kính đó đối với ông bà, bố mẹ của mình? Vâng, thực ra Tết Trung Thu là một cái Tết mà không chỉ dành riêng cho các em nhỏ mà dành cho rất nhiều thành viên trong gia đình. Trong đó thì ngoài cái chuyện là các thành viên như là người lớn tuổi thì cũng thông qua cái hành động hay là một cái hoạt động là buổi tối tổ chức ngắm trăng, uống rượu thưởng hoa, hay là uống rượu để ngắm trăng rồi là ngâm thơ đề vịnh, tức là có những cái hoạt động văn nghệ mà rất là tao nhã của các cụ ngày xưa. Cũng thông qua đây thì các bà, các mẹ ở trong gia đình cũng thể hiện được cái tài năng nội trợ của mình thông qua bằng các cái hành động là làm những cái bánh, rồi làm những cái mâm ngũ quả.
Và cái thứ ba là liên quan đến các em nhỏ. Thì các em nhỏ đương nhiên là những ngày đấy thấy ông bà rồi bố mẹ mình rồi tất bật những cái công việc như vậy, mà các em lại có điều kiện, lại có được có mâm cỗ này, rồi lại có những cái đồ chơi như là đèn lồng, đèn cù hay là những đèn kéo quân. Thì các em được chơi những cái đồ chơi đấy. Và thông qua cái tinh thần đó thì rõ ràng cái ý nghĩa là ngoài cái chuyện là chúng ta ngắm trăng hay vui chơi thì còn một ý nghĩa khác, đó là thể hiện cái lòng hiếu kính, cái lòng tôn trọng cái người dưới với người trên, với giữa các con cái với cha mẹ với ông bà. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Trạng Tý và cảm ơn các bạn nhỏ rất là nhiều. Và thông qua những chia sẻ vừa rồi của Trạng Tý thì cho chúng ta hiểu nhiều hơn về nguồn gốc cũng như là ý nghĩa của Tết Trung Thu. Và ngay bây giờ thì Phương Lan muốn mời Trạng Tý cũng như là các bạn nhỏ sẽ cùng hòa vào với không khí tưng bừng với tiết mục Ông Trăng Miệng Cười, sáng tác của Trương Kiều Diễm do Kim Ngân và Túc Múa biểu diễn. Năm nào cũng thế, mặc dù bận rộn với công việc, nhưng các thành viên trong gia đình ông Nguyễn Văn Hùng đều quây quần bên nhau để cùng chuẩn bị cho Tết Trung Thu. Trong khi người lớn thì tất bật chuẩn bị mâm cỗ trong trăng với đầy đủ các thứ bánh kẹo, hoa quả được trang trí đẹp mắt, ngộ nghĩnh và không thể thiếu được hương vị đặc trưng của ngày này, đó là bánh Trung Thu. Các thành viên nhí trong gia đình cùng nhau vui chơi, háo hức, chờ đợi giây phút được rước đèn phá cỗ. Con rất thích đến ngày Tết Trung Thu vì đến ngày này các anh chị em trong gia đình có thể chơi cùng nhau và được ông bà, bố mẹ mua cho rất nhiều quà Trung Thu. Để cảm ơn ông bà và bố mẹ, con hứa sẽ cố gắng học giỏi, chăm ngoan như một món quà để tặng ông bà và bố mẹ. Sau khi bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên, đại gia đình của ông Hùng lại cùng nhau trò chuyện, quây quần bên nhau, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Ông bà động viên con cháu cố gắng phấn đấu trong công việc, học tập. Con cháu bày tỏ hiếu kính đối với bậc sinh thành. Có thể thấy, trải qua năm tháng, nhịp sống có đổi thay, nhưng Tết Trung Thu vẫn giữ nguyên giá trị truyền thống với những giây phút quây quần ấm áp bên người thân, cùng thưởng thức hương vị bánh nướng, bánh dẻo ngọt thơm.
Và qua clip vừa rồi thì chúng ta thấy xuất hiện có một loại bánh rất là đặc trưng của Tết Trung Thu. Không biết được rằng các bạn nhỏ của chúng ta có biết không nhỉ? Rồi, mời em. Thưa chị Hằng, là có bánh nướng và bánh dẻo ạ. Các bạn thấy thế nào, có đúng không ạ? Và ngày hôm nay, trong mâm cỗ trông trăng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên vẫn không thể thiếu được, đó là những hộp bánh Trung Thu rất là rực rỡ, màu sắc và hấp dẫn. Và đó là những chiếc bánh nướng, bánh dẻo, thơm phức, ngọt bùi. Và chắc hẳn là các bạn nhỏ của chúng ta cũng rất là muốn biết về sự ra đời của bánh Trung Thu là bánh nướng và bánh dẻo, có đúng vậy không? Vậy thì các bạn có câu hỏi gì muốn đưa cho chàng Tí không ạ? Tại sao bánh nướng, bánh dẻo lại là bánh đặc trưng của ngày Tết Trung Thu ạ? Như tôi đã trao đổi, đây là một loại bánh mà ông Đường Minh Hoàng đã học được từ Thiên Cung mà mang về đến hạ giới, rồi có yêu cầu các cung nữ trong cung đình của mình là phải làm cái bánh đấy để ông tiếp tục kéo dài cái niềm vui, cái sự hưởng thụ của mình từ trên thiên đình về đến trần gian. Và cái bánh nướng bánh dẻo này thì chúng ta để ý một chi tiết là nó được làm dưới dạng là hình tròn. Ban đầu là hình tròn và xưa kia còn gọi là nguyệt bánh. Và từ cái nguyệt bánh này thì nó biểu trưng cho cái hình ảnh đó chính là ông trăng tròn. Mặt trăng là thái âm, mặt trời là thái dương. Và cái bánh nướng bánh dẻo thì cái bánh dẻo chính là biểu trưng có màu trắng, biểu trưng cho cái màu gọi là như cái tinh khiết như ngọc, giống như cái mặt trăng. Và cái bánh nướng thì có cái màu đỏ và nó biểu trưng cho mặt trời. Và đây cũng chính là biểu trưng cho cái sự đoàn viên. Cái bánh nướng bánh dẻo đấy nó còn hàm ý là cái sự viên mãn tròn đầy của cái mong muốn cho cái gia đình luôn luôn đều đủ đầy, các thành viên luôn luôn sum vầy được với nhau. Và không những thế thì từ cái tục của người Trung Hoa về Việt Nam thì chúng tôi thấy rằng là có một cái sự chuyển biến và Việt hóa rất là mạnh mẽ. Và trong đó thì cư dân Việt Nam là cái cư dân sản xuất nông nghiệp thì người ta cũng mong muốn là mặt trời, mặt trăng cũng tuần hoàn tuần tự như vậy để mà có thể đem lại cái mùa màng bội thu cho đời sống, cho cái người nông dân, cho cuộc sống của chúng ta được no đủ hơn. Vâng, và đó tất cả những gì đã nằm trong những chiếc bánh dẻo, bánh nướng đúng không ạ? Và tất cả những cái lao động vất vả là những cái thành quả và đã được làm vào trong cái chiếc bánh nướng, bánh dẻo như vậy. Và chị Hằng thấy rằng là ngoài các loại bánh truyền thống của Tết Trung Thu ra thì thực sự ngày nay thì còn có rất nhiều các cái loại bánh khác, rất nhiều những các mẫu mã sản phẩm khác nhau. Vậy điều đó thì nó có làm mất đi ý nghĩa cũng như là giá trị cốt lõi của nó hay không ạ? Cái này thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là đúng cho đến hiện nay thì có rất nhiều loại bánh Trung Thu khác nhau với hình hài, kiểu dáng, mẫu mã khác nhau. Thì tuy nhiên thì theo quan điểm cá nhân tôi thì tôi cho rằng là không hề đánh mất đi cái giá trị truyền thống của Tết Trung Thu, là bởi vì những mẫu mã như vậy, những cái hình ảnh của các cái bánh trái Trung Thu vậy thì nó chỉ làm tăng lên cái sự đa dạng, tăng lên cái sự phong phú cho các loại hình bánh, cũng như là để giúp cho chúng ta trong cuộc sống hoặc là trong cái ngày chúng ta hưởng thụ Tết Trung Thu được vui hơn, được có đa dạng hơn và có nhiều các loại bánh trái mà chúng ta cảm thấy ngon hơn, đẹp hơn, thích thú hơn khi mà chúng ta được ăn hay được tiếp cận những cái loại bánh trái như vậy. Và bây giờ chị Hằng muốn mời chàng Tí cũng như là các bạn nhỏ của chúng ta sẽ hòa chung với tiết mục rất là đặc sắc, bài hát Bánh Trung Thu sáng tác của Võ Hoài Phúc do Kim Ngân và Phúc Hưng thể hiện. Bánh trung thu, bánh nhân giò giòn sen thơm phức,
bạn nhỏ thân mến, trong mỗi dịp Tết Trung Thu thì chúng ta được tham gia vào rất nhiều các hoạt động rất thú vị, vui tươi và ý nghĩa. Và Tết Trung Thu xưa thì có những hoạt động như thế nào? Ngay bây giờ, chị Hằng muốn mời các em chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Tết Trung Thu ở Việt Nam gắn liền với các loại đèn truyền thống như đèn kéo quân, đèn con cá, đèn ông sao. Ở các vùng quê, cứ đến ngày rằm tháng 8, trẻ em lại nô nức, rồng rắn, rước đèn, hòa trong tiếng trống rộn ràng. Hát chống quân là một phong tục truyền thống trong lễ Tết Trung Thu ở Việt Nam. Với âm điệu nhịp nhàng và những tiếng trống vang lên, người ta hát theo nhịp ba, thình, thùng, thình. Hát chống quân thường được thực hiện bởi các đôi nam nữ, tạo nên không khí vui tươi và náo nhiệt trong ngày lễ. Múa lân, múa rồng là một phong tục truyền thống đặc biệt trong lễ Tết Trung Thu ở Việt Nam. Múa lân Trung Thu thường diễn ra trước cửa nhà hoặc trên sân trường, đình làng, thu hút sự chú ý và niềm vui của mọi người. Nét đẹp và sự phối hợp của đội lân mang lại niềm hy vọng về may mắn và thịnh vượng trong năm mới. Trong gia đình, đêm Trung Thu thường cả nhà quây quần bên mâm cỗ ngắm trăng, chờ trăng lên đến thời điểm tròn nhất, đẹp nhất thì cùng nhau phá cỗ, ăn các loại bánh trái, hoa quả trên mâm. Và như chúng ta đã thấy, trong ngày Tết Trung Thu thì có rất nhiều các hoạt động diễn ra rất là vui tươi và thú vị và rất là ý nghĩa nữa. Và các em thì thích nhất là hoạt động nào? Rồi mời em. Em thưa chị là hoạt động rước đèn ạ. Hoạt động rước đèn cũng rất là thú vị đúng không ạ? Tưởng như là bạn muốn hỏi Trạng Tí điều gì phải không? Vâng ạ. Rồi mời em. Dạ thưa Trạng Tí, tại sao chỉ ngày Tết Trung Thu mới được đi rước đèn mà không phải những ngày thường khác ạ? Câu hỏi rất là thú vị đúng không ạ? Các bạn đã được đi rước đèn trong mỗi dịp Tết Trung Thu. Tuy nhiên thì các bạn cũng không hiểu được rằng là tại sao mà cứ đến Tết Trung Thu thì lại có phần rước đèn. Rồi cảm ơn câu hỏi của bạn cũng như chị Hằng. Đây là một câu hỏi rất hay, là bởi vì sao chỉ có ngày Tết Trung Thu chúng ta mới được rước đèn ông sao, rồi là chơi đèn cù, hoặc là chơi những cái loại đèn khác như đèn kéo quân vân vân. Thì đây là một cái tập tục khá phổ biến, và để dường như là một cái sự hưởng ứng, vì chúng ta đều biết rằng là vào ngày rằm tháng 8, đây là cái khoảng thời gian mà thời tiết cũng như khí hậu trời trong xanh, rồi đến buổi đêm thì không có nhiều mây mù, và đặc biệt là cái mặt trăng vào cái đêm trăng rằm được coi là sáng nhất, tròn nhất và tỏa nhiều ra các cái ánh sáng lung linh nhất. Và để dường như hưởng ứng theo cái ánh sáng của mặt trăng thì các em nhỏ cũng như là phong tục tập quán xưa là chúng ta chơi đèn ông sao, rước đèn ông sao và dùng đèn ông sao như là một cái hưởng ứng, tạo thêm cái ánh sáng, tạo thêm cái sự lung linh vào cái đêm trăng rằm đấy, đặc biệt là ở các cái làng quê Việt truyền thống. Chúng ta cũng lưu ý một chút là xưa kia thì ánh đèn ở các cái ngôi nhà cũng như là các cái vùng nông thôn cũng như ở thành phố là không có nhiều như bây giờ. Và rõ ràng cái hiệu ứng khi mà các em chơi đèn ông sao hay là chơi đèn cù hoặc các loại đèn khác nhau trong dịp Trung Thu, và chúng ta rước đèn đi quanh xóm làng, quanh phố phường, thì cái hiệu ứng đấy nó tạo ra cái sự lung linh hòa với ánh trăng huyền ảo, và sáng như vậy thì nó tạo ra một cái không khí rất là vui tươi và tạo ra một cái hiệu ứng ánh sáng rất tốt cho các cái vùng quê hương của chúng ta. Bên cạnh hoạt động rất là thú vị đó là rước đèn thì có một hoạt động cũng rất là đặc trưng của mỗi Tết Trung Thu, đó chính là múa lân. Vậy thì múa lân có ý nghĩa như thế nào đối với Tết Trung Thu vậy Trạng Tí? Vâng, đúng, trong một cái không khí khi mà chúng ta rước đèn vào Tết Trung Thu, vâng, thì một cái hoạt động tổng thể đó là khi mà các em nhỏ rước đèn rồi không thể thiếu vắng được cái hình ảnh múa lân hoặc là múa sư tử hoặc là múa rồng. Cái này thì tùy thuộc vào từng địa phương. Thì tuy nhiên thì cái hoạt động múa lân hay múa sư tử hay múa rồng thì nó đều mang ý nghĩa là đây là những cái linh vật mà đã được dân gian tôn vinh, và ở góc độ nó lân hay sư rồng biểu trưng cho cái bầu trời, và cũng thông qua cái hoạt động vần vũ ngoài cái chuyện là tạo ra sự náo nhiệt vui tươi thì nó cũng minh chứng hoặc là nó cũng tạo ra một cái biểu tượng, đó là gì? Đấy là cái sự chuyển động của trời đất ngày đêm. Và không những thế thì rồng còn biểu tượng cho cái mùa màng nông nghiệp để mà có thể đem lại cái cơn mưa cho người dân, nông dân có cái nguồn nước để mà trồng cấy. Hay bản thân lân là một cái linh vật mà biểu trưng cho cái sự người đỗ đạt, học hành để ra làm quan.
Và đây là một trong những cái biểu tượng như vậy. Thì ngoài cái chuyện là tạo cái không khí vui tươi vui vẻ cho các em vào ngày rằm Trung Thu, thì nó một ý nghĩa khác, đó là cầu mong cho cái nông nghiệp được bội thu và cầu mong cho các em học hành giỏi giang tấn tới. Wow, rất là ý nghĩa đúng không ạ? Và ngoài múa lân cũng như là hoạt động rước đèn thì thực sự với Trung Thu ngày xưa thì còn có các cái hoạt động đặc trưng khác nữa, chẳng hạn như là hát chống quân, phải không ạ? Và hiện tại bây giờ thì so với ngày xưa cũng như là Trung Thu của hiện tại có cái sự thay đổi như thế nào với phần hát chống quân ạ? Thực ra khi nói đến hát chống quân vào ngày rằm Trung Thu thì đây là một cái hoạt động mà diễn ra trong truyền thống của người Việt. Tuy nhiên thì cái tục hát chống quân này thì nó có nhiều tích truyện, rồi có những tích truyện thì cho rằng là chúng ta bắt nguồn từ thời Trần, khi mà cụ Trần Hưng Đạo đem quân đi đánh quân Nguyên Mông, rồi là bắt nguồn từ vua thời ông vua Quang Trung là đã dùng quân đội mình để đại phá quân Thanh. Nhưng mà đều có một điểm chung, đó là gì? Đó là khi mà các tướng sĩ đi ra trận như vậy thì rõ ràng là phải xa nhà, và vào cái đêm trăng rằm như này thì rõ ràng là rất nhớ nhà. Và để giải tỏa cho cái nỗi nhớ nhà đấy thì cụ Trần Hưng Đạo hay là cụ Quang Trung thì đã nghĩ ra một cách là dùng cái dây thừng và quấn qua một cái miệng hố, và ở dưới có lót cái thùng cái chậu. Vâng. Sau đó là cho quân của mình là ra đấy là vừa chơi và vừa hát đối đáp nhau để vơi đi cái nỗi nhớ của quê nhà. Và từ cái tục đấy thì sau này khi mà dân gian học được, hay là sau khi các cái binh lính giải ngũ về nhà thì họ vẫn nhớ được là ngày xưa tôi chiến trường tôi vẫn có cái tục đấy diễn ra vào ngày rằm. Và đến ngày rằm Trung Thu thì từ cái chuyện là vơi đi nỗi nhớ nhà thì được đem về nhà và đã biến thành và chuyển biến thành một cái loại hình hát giao duyên ở các địa phương khác nhau, và trong đó có tỉnh Hưng Yên của chúng ta. Vâng, vậy thì đó là với những đêm Trung Thu xưa đúng không ạ? Ngày nay như thế nào, nó có sự thay đổi ra sao ạ? Và ngày nay thì rõ ràng tôi thấy gần đây là có thể là Hưng Yên đã có cho phục dựng rồi phục hồi và cũng có cho tái tổ chức tái hiện lại các hoạt động chống quân. Tuy nhiên thì cho đến hiện nay thì rõ ràng ở những cái nhu cầu ở các làng xã, các em nhỏ hoặc là cũng như các làng xã thì không còn sử dụng cái này nữa. Vì quả thực là sau một thời gian dài chúng ta gián đoạn thì các nghệ nhân cũng như là các cái bài bản cũ nó đã bị mai một đi rất nhiều. Và hơn nữa thì hiện nay thì trong cái bối cảnh xã hội hiện đại chúng ta có rất nhiều các cái phương tiện âm thanh hỗ trợ về mặt nghệ thuật, đặc biệt nghệ thuật diễn sướng, thì chính vì vậy cho nên là cái chống quân nó cũng đã mai một và nó không được tái hiện nhiều trong các hoạt động Trung Thu của trẻ em hiện nay. Và trong đêm hội trăng rằm thì có một hoạt động cũng rất là thú vị và ý nghĩa, và có lẽ rằng là bạn nhỏ nào cũng rất là thích và cả chị Hằng cũng rất là thích, mà các bạn có biết được đó là hoạt động gì không ạ? Rồi mời em. Em thưa chị là hoạt động phá cỗ ạ. Chính xác rồi, đó chính là phần phá cỗ rất là thú vị. Về cái phần phá cỗ này, chẳng thì có thể cho biết ý nghĩa của hoạt động phá cỗ trong mỗi dịp Trung Thu. Vâng, thực ra hoạt động phá cỗ này thì liên quan gắn chặt với các hoạt động của các em thiếu nhi, của các em bé. Và đây cũng chính là một trong những cái lý do mà sau này cái Tết Đoàn Viên từ Trung Quốc vào Việt Nam, và sau đó thì nó có thêm những cái ý nghĩa khác nữa, là trong đó có ý nghĩa đó là Tết của thiếu nhi. Và chính cái hành động hay là cái hoạt động cuối cùng của cái buổi Trung Thu hay là của cái tiệc Trung Thu đó là hoạt động phá cỗ, và các em rất là mong mỏi cái hoạt động này. Vì nói thế chứ bánh đã mang ra rồi, hoa quả đã gọt để lên đĩa rồi, thế nhưng mà cứ để ngắm trăng mãi mà chả được ăn, thì bây giờ đến lúc phá cỗ là cái lúc mà các em vui nhất, thoải mái nhất, thích thú nhất, và lúc đấy là các em sẽ được gọi là thoải mái, cái tự do cho cái gọi là cái đam mê sở thích của mình. Và nữa là đã đợi mãi chờ mãi rồi thì đến lúc ăn là vui vẻ nhất. Và đây tôi cho rằng cái ý nghĩa của cái nghi thức phá cỗ đối với các em, đây là một nghi thức quan trọng nhất. Bye.
trời trăng, trời trăng dần dài. Cuội hơi ơi, cuội ơi, cuội ơi ơi, cuội ơi. Chúng ta đã có một đêm hội trăng rằm thật vui và vô cùng ý nghĩa đúng không nào? Và chúng ta cùng thắp sáng niềm tin giống như ánh trăng của đêm hội trăng rằm vậy. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả chúng ta. Chúc cho các em sẽ luôn là những con ngoan trò giỏi. Và tới đây thì khoảnh khắc của chương trình Trung Thu Quê Em của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại các em trong buổi Trung Thu năm sau. Xin chào và hẹn gặp lại!